Tiếp tục ngày hôm nay là ngày 10 tháng 3 nha. Mình chào anh chị và các bạn đã quay lại kênh của mình. Thì tất cả đồ trên đây mình bán chuyển khoản nha nè, và mình sẽ không bao phí vận chuyển ha. Thì anh em nhận hàng thì cứ trả tiền cho shipper ha. Thì anh em nào chọn sản phẩm nào phù hợp với nhu cầu mình sử dụng á, thì cứ nhắn tin trực tiếp vô số điện thoại mình để chốt hàng ha. Rồi hôm nay đi được có không có mua được cái gì hết nè, có được một số cái đồng hồ mà có mấy cái nó chạy, mấy cái mình coi mình xử lý pin lại mới được. Có hai cái chưa nó hết pin rồi. Lát mình quay sau ha. Thì đầu tiên cái số 1 nha nè, số 1 là cái đồng hồ lên giới thiệu nha nè. Bây giờ lên giới thiệu ha, lên giới thiệu có nghĩa là khi nên là chạy khoảng một ngày thì em sẽ dặn lưu ý ha, dặn cái này nè từ 5 đến 10 dòng anh em, đừng có dặn quá ha. Và cái con này á mình bán cái con bự rồi nè, mình để con nhỏ này lại mình giờ mình bán lẻ con nhỏ này thì mặt nó hai mặt nó nhìn xuyên thấu nha nè, cái đường kính này nó chá lồi tí ha, đó chá lồi tí ha, đó nó chá lồi tí nè anh em nhìn ha, ở đây nó mạ vàng hay gì đó nè, ở trong nhìn ở đây có hột nè, hột tím nè, hột trắng nè, ngoài sau nó có một hột tím nữa nè, 1 2 3 4 ha. Thì đây là cái hiệu nó, mình quay sơ sơ đó. Cái này nó đường kính, nó mặt đường kính tròn, nó size 28 nha anh em. Dây nữa này, dây da à, và số nó số đây là nó nhìn số 5 mã ha. Và cái này nó sẽ là ba kim anh em, bắt đầu giờ nó chạy rồi nè không? Ba kim ha. Ba kim đây. Nếu còn mình nhìn cái này nó mấy giờ mình sẽ chỉnh theo 4 giờ 37 phút ha. Thì mình sẽ rút ra hết đây nè. Đây 4 giờ 37 phút. 3 nè, 4 nè. Ê, 4 giờ 30 33 phút, mình xin lỗi ngọc. Đây, bài học đầu nó chạy nè em ha. Đó, anh thấy nó chạy không? Thì nên nào kỹ, muốn về không vệ sinh thì vệ sinh lại ha. Mình chỉ biết đồng hồ giới thiệu mình là nó kết cấu nó hoạt động như vậy đó, cái này nó hoạt động ha, xây này xây 28 nha, mặt đường kính này 20, đường kính không 28 nha, hoài thì nó sẽ bự hơn tí, thì cái này giá là 400 ngàn nha nè, đó nó nhìn xuyên thấu hai bên được luôn nha, giá số 1 400 ha. Rồi số 2 là một cục pin này, pin pin bana này, pin trượt á, hay là có máy bê tông hay là gì đó nati thì nó xài chung được. Cái dòng này tem vàng anh em phải sạc 81 nha, cell này cell nhỏ nha anh em, 18650, pin nó còn khá đẹp, mua về nó ba mấy von luôn anh em ha. Cái pin này nó chạy cho luôn cái dòng máy mà không than đời mới của Bana anh em, pin trượt 28 V á, con đó anh em đúc cái pin tem đỏ vô nó không có chạy đâu nha, phải có pin tem vàng này nó chạy. Đây mình gỡ ra cho anh em coi bên trong ha, và còn nhận sạc riêng nha anh em. Cái này là đã mua về nó đã 32 V luôn rồi, khỏi còn sạc nữa, bây giờ mình thử sạc trên đây anh em ha. Cắm điện sạc 81 nha anh em ha. Khi nào nó chạy quạt nó sẽ sạc này. Đó. Thì đây anh em ha. Cái này thì là giá là 500 ngàn anh em. Nó còn ốc, còn lò xo đầy đủ hết nha. Khá đẹp. Đó, ở đây nó chỉ dính bụi ra. Đây bụi nè, mình chưa có trụi luôn ha. Đó, pin nó gần đầy nó sẽ chớp nha anh em. Chớp chậm, khi nào nó đầy nó sẽ chớp nhanh ha. Đó thì mình để đây sạc hồi lát mình sẽ đo pin này cho anh em ha. Cái này là mã số 2 nha anh em. Cục pin này là, nó hình như là 14 viên hay gì đó, 7 đúng rồi, 28. 14 viên 16850, có nghĩa là pin 6680 cell nhỏ này nè anh em ha. Rồi mã số 3 là một cục pin Magita nha anh em. Magita này dung lượng 6A. Sẵn đây mình gỡ luôn rồi, mình đo được nội trở nó nè, nội trở thấy ok, nó 13 anh em ha. Nó 13. Đó, Magita 6A, được này nó đắt 2018 á, nó cũng chung là cũng khá là cao rồi nè. Khá là cao rồi. Trong đây nó có một cục cục nó trở nó là 16 nha nè, mình lấy ra thì nó có 3 cục 4 này. Cục này cũng còn đẹp này. 5 này. 6 là 7 cục, coi 6 cục 7 cục, tất cả là pin này nó 10 cục nha nè, thì có cục nó trở 16 mình sẽ lấy ra, như là cục này là xấu nhất, nó trở 16 nè mình lấy ra, còn như là nó trở 13 ha, thì pin Sony VTC6 này nè, thì nó từ dung lượng của nó là từ nó là từ 12 ha. Nó là từ 12 đến 12 đến 14 nha nè, 12 đến 14 ha. Ở đây. À, giống nhau hết luôn nha. Cùng một đời anh em ha.
Đây, cục này nó là SE. Cục này nó sẽ là nó trong pin, cục pin là 14 anh em. 14 dung lượng 6 14V, dung lượng 6A. Còn cục này nó sẽ trong 18 dung lượng 6A. Tại vì á mình mở ra rồi có cục nó trở 16 á. Ở nhà mình còn một cục nó là nội trở 13 luôn nè, mình bỏ vô chung cho anh em nè. Cái này là mã giống US 8650VC6 ha. 6 là cái này của thương hiệu Sony nha nè. Đó, đây ha. Đó thì mình đây, mình sẵn rồi. Mình gỡ được rồi mình đo dung lượng luôn nè, nó dễ ha. Đây nó còn đầy đủ đồ nha nè. Khung ha, đây. Khung này nè nè, khung của nó ha. Giờ anh em cứ xong rồi ghép lại ha. Thì nó bị ẩm nhưng mà cái đầu nó thì còn sáng hết nha nè. Đây, cái đầu đó anh em nhìn nè ha. Đó. Thật sự cái lớp bọc này á, anh em lột ở ngoài ra, ở bên trong nó cũng nguyên một lớp sắt á, nó có âm chữ đây nó cũng sáng y vậy thôi. Thì ở đây mình sẽ đo sơ cho anh em coi nè, cái đồng cái này nó hơi khó coi tí nha nè. Nội trở nó sẽ là 10 13 ha, 12 mấy á, mình cho là nó là 13 đi nè. Đó. Đây ha. Giống nhau hết đây nè. Chỉ có một cục nó là đó. Cái này nó có hồi nó không ăn nó nè, nó dơ. 13 tí này nè, 13 hơn tí nữa không? À ha. Thì nó sẽ nhảy cái đó nha nè, đây, cái cục này ha. Đó, nó chở nó 13, 13 phẩy mấy tí nè, em thấy không? Cái đồng hồ để đây nó hơi bị khó thấy tí nha nè. Thì nó từ 12 đến 14 nha anh em xài được nha. Còn nó qua nữa thì pin nó bị tụt lượng rồi nè, 13 mình cho nó chở nó 13 nha nè. 13 hơn tí xíu, 13 phẩy mấy tí xíu ha. Đây, cái cục này cũng vậy luôn. 13 nè. À, mình sẽ đo mấy cái cục xấu cho anh em luôn nè, nó cũng là trở 13 hết nha. Đó đây. Cái đồng hồ, cái đồ đo của mình nó hơi bị mờ đi tí á. Đó, 13 luôn anh em ha. Đây, có một cục lọt 16 nè. Thì mình sẽ bù vô cái cục kia cho anh em 13 luôn nè ha. Đó, đây. Có nghĩa là anh em khi anh em đóng pin là anh em phải đo cái nội trở nó khá là đều với nhau tí ha. Hình như cái cục này nó hư rồi nè. Đó, nó trở 16, 17 vậy nè không? Đó, đây. Đó, 13 ha. Thì pin này hiện giờ, bây giờ nó đang còn là dung lượng nó tháo trong cục pin riêng ra nè. Đó, nó là còn là 3 con máy hết nè. 3 con máy hết. 3 von, 3 con máy hết. Đây. Đó, 3 von. 3 von để 1 ha. Chứ 3, 3 von, 3 von ha nè ha. Đây. Mình đo là đo luôn mấy cục xấu cho anh em nè. Nó 2V 90 mấy nè ha. Là 29,9 nè, có mấy cục đẹp này nè. Đó. 3V ha ha. Đây. Đó. Đó. Đó, mình sẽ đo từng cọc với anh em nhìn thấy cái đồng hồ không nữa. Đó. Đó, 3V hết nè. Đó. Thì cái này coi như là tính là 11 cục luôn nha nè. Có một cục nó bị lẻ hoài á, trở cao mình bỏ ra. Thì đó. Mình đo cái cục này mình bỏ vô cho anh em nè, nó trở cũng 13 này nha. Đó. Nó trở 13. Đó, 13 luôn hết nè, đó. 13 ha, 13 0,4 à, dung lượng nó cũng còn 3 vô máy đó. Thì cái này ha, đây mình sẽ quay cái đầu với cái đít cho anh em coi nè. Đó, đây là cái đầu cộng. Cái này là cái đầu trừ nha, lộn lên, bị lộn lên đó. À, thì cái này giá số 3 ha, giá là 400 nha anh em. Thì mình ráp mình giao cho anh em, mình sẽ bỏ vô cái khung này đầy đủ hết ha. Mặt đó thì nó bị gãy hư chục rồi anh em, giờ anh em có thể cấy after xài ha. Số 3 giá là 400 ha, số 3 là cái cuối clip rồi nè. Mình không có bãi, không có bó gì, mình mua mấy cái đồng hồ về đó, để tay pin này coi như có bán. Mua mấy 6 cái này triệu mấy,
Cái này của Sanco nha nè, còn chạy nè, mua giờ nó còn chạy luôn. Sanco cái này nó có ngày giờ nè, Sanco. Ngày giờ luôn. Đây là cái hiệu mã máy ở dưới nè. Đó. Trên dây nó có chữ rồi luôn nha em, đây nè. Đó, đây nó có thấy nó đóng chữ nè. Dây này là còn nguyên si, khá đẹp. Đó, cái mặt này là cũng được kính, cũng không có to nữa. Đồng hồ này nam này. Cái này nói chung là cũng của nam nữ đeo được luôn, nó vừa nè, tay nhỏ như tay mình đeo cái này là vừa nè. Cái này thì nó xài bằng pin năng lượng mặt trời nè, pin năng lượng mặt trời thì nó cũng khá là mắc á. Nhưng mà cục này nó còn chạy nè, nó mua về nó còn chạy luôn. Nên hết pin anh em ra phơi nắng tí rồi nó sẽ chạy bình thường ha. Đó, mình đi ngoài nắng á, nó có nạp pin, tự nạp pin vô. Đây ha. Chỉnh ngày 10 đúng luôn nè anh em. Đó, cái này của Citizen, Citizen này cũng có dây nó khá đẹp luôn. Con này nó khá là mới luôn, trên dây nó cũng có Citizen. Citizen này dưới sau nó có chữ nhiều lắm nè. Chuyển lượng đường kính này, đường kính tròn nha mặt. Mấy mặt kính này thường thường á là nó sapphire hết nè. Đó, cái này thì nó có một cái ngày thôi. Cái Sanco thì nó sẽ có ngày với lịch luôn nha nè. Đây, cái này cũng vậy luôn. Cái này của Casio nhưng mà cái này nó chưa chạy nè, mình phải đi thay pin vô nè. Casio ha. Đâu, nó có mã số chữ da băng ở trong đây. Ngoài đuôi nó cũng có da băng mã số này nè. Đó, mã số ngoài sau đích là mã số nó. Nó này cũng của nam luôn nè, nam tay nhỏ chứ không phải là được kính 40. Cái này thì nó bị của gì nè, đây nó có in cái con gì đây nè, dây nó ở đây nó bị đứt cái chốt rồi. Mình sẽ đi tiệm kiếm ông anh mình thay chốt rồi. Cái này thì nó nhỏ hơn mấy cái kia tí, như này chắc size nữ á. Mấy cái này thì nó sẽ mạ vàng nè, mạ vàng đây giống tí ha. Đây đây đó, đồng hồ này anh em nhìn xịu, mặt đời này cũng của da băng luôn nè. Nó hình, nó in nguyên cái hình chữ nhật nè, nó và cái hình con vậy nè, sa băng nằm đây đó. Thì nó cái này nữa nè, cái này thì nó bị thiếu dây, nhưng mà cái này của Sanco nè. Sanco này nó sẽ là nó có luôn ngày giờ và cái hiệu nó đây nè. Cái này có sa băng luôn, cũng này cũng khá đẹp. Cái này ráp dây khá đẹp á. Thường thường á, mấy cái nào mà nó có cái nó có cái con ốc á, thường thường anh em đó, muốn này muốn chỉnh giờ á, cái này nó có cái răng dặn đây, xong anh em phải dặn ra ha, dặn ra xong rồi mới rút này ra được ha. Đó, có nghĩa là chắc mấy cái này nó sẽ chống nước sâu lắm nè. Đó, dặn ra khi nào anh em dặn ra ha, dặn ra xong mới kéo này ra được, mới chỉnh giờ ngày giờ được ha. Đó, còn đẩy vô mình sẽ dặn lại nha anh em ha, dặn lại cho nó sát nha. Nó có răng nè, cái này chắc nó chống, mình nghĩ cái này nó chống nước sâu á. Đây, đẩy vô ha, đẩy vô xong anh em dặn lại, dặn là nó sẽ sát vô ha. Mấy cái này mà tra giá mới mình thấy có nhiều cái nó cũng khá là mắc tiền đó nè. Còn cái đồng hồ này, cái đồng hồ này nhỏ giống như của nữ nè, mà cái đồng hồ này thì nó của là Made in France, là của Pháp nè. Đây nó có cái mộc nè, đó. Đây, con này nó chạy loại hai kim nha nè, nhưng mà mình chưa có thay pin vô thử, không biết nó có còn chạy hay không. Hai cái này chiều mình sẽ đi thay pin, cũng có mấy anh nó hỏi rồi, mình chưa có thay pin được nên chưa có bán được nè. Theo mình thay pin vô nó không chạy thì thôi bán thanh lý ha. Đó, mua 6 cái này. Đó, đây cục pin này nè, cục pin ha, pin này nó sạc gần đầy vậy nè. Ở đây á, ở đây nó bị nẹt trúng con dây điện nè, trúng con dây điện ha, con dây điện nó bị đứt đem biến, không ảnh hưởng gì ha, nứt nó miếng đọc một xíu nè. Đó, pin xin mà xin thế nè. Bây giờ nó sẽ pin này, nếu mà nó 28V nữa, khi mà anh em sạc đầy đủ nó sẽ lên 30 mấy V ha. Đây. Đó, gần 33V luôn nha nè. Đó, gần 33V luôn. Đây. Đo luôn trương trừ nữa ha. À, chắc cú nó sẽ nhận sạc rồi nè. Rồi cái số 3 là cái cuối clip rồi, thì anh em nào chọn sản phẩm nào phù hợp thì cứ nhắn tin trực tiếp vô số điện thoại mình để chốt hàng ha. Chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong clip sau của mình.